hôm nay em đóng hai cuộn dây đai 10 ly thôi. Còn 200 cuộn bỏ hùng cường với 200 cái khóa dây đai nóc. Đai nóc 10 ly anh nha. Chắc 5 mình. 5 cái vậy. Mà chừng 5 cái đấy. Hai cuộn dây đai. Biết là 10 rồi. Muốn làm sao là chúng làm tới cách chúng vậy thôi. Ở đây là 200 cái khóa đai thôi. Nó được nhỏ rồi, chơi bự bự ở không vậy rồi. 200 cái, 400 cái, 400 cái, 500 cái rồi. Em đến rồi phải không? Đúng rồi. Em khỏi lên. Để em đi dưới dưới đó. Thấy cái con dao đó trên đó không? Dao gì? Dao là... có.